Tập phát sóng tuần này sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng trong chủ đề thanh xuân của chúng ta giữa hai đội Ba Ghiền và Hồn Nhiên. Ở vòng này, đội Ba Ghiền đã chọn cho mình một tiết mục mang nhiều yếu tố tình cảm. Trong đó có tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, tình cảm vợ chồng và cả tình yêu đôi lứa. Mỗi thành viên trong đội sẽ có sự biến hóa với những nhân vật hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ đem đến màn trình diễn đầy bất ngờ. Còn với đội Hồn Nhiên, họ cũng đang sôi sục quyết tâm giành chiến thắng. Và ở vòng này, họ sẽ mang đến một tiết mục với thông điệp không chỉ mang tính thời sự, mà ở đó còn đề cao tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Liệu rằng những thành viên trẻ và nhiệt huyết của đội Hồn Nhiên có dễ dàng chinh phục được ban giám khảo hay không? Và đội nào sẽ là đội có điểm số cao hơn để mở rộng cơ hội bước vào đêm chung kết? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập chính Cùng Nhau Tỏa Sáng, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ Bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.